Thưa quý vị, trao đổi với báo Thanh niên, ông Lê Sơn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Bia & Snooker Việt Nam cho biết, Liên đoàn đã gửi văn bản bằng thư điện tử đến Liên đoàn Bia Thế giới trình bày quan điểm rõ ràng, thẳng thắn về sự việc cư thủ Trần Quyết Chiến bỏ giải tại Trung Quốc. Và cho biết đây là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng không chấp nhận nếu hình ảnh quốc gia đó bị vi phạm. Được biết, trong văn bản gửi Liên đoàn Bia Thế giới, phía Việt Nam cũng đề nghị Liên đoàn Bia Thế giới làm việc với ban tổ chức sự kiện ở Trung Quốc để ban tổ chức gỡ bỏ những hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam đã xuất hiện nhiều lần trên sóng trực tiếp trong trận đấu giữa cơ thủ Trần Quyết Chiến và cơ thủ Dick Jasper của Hà Lan vào ngày 23 tháng 9 vừa qua. Cụ thể, cơ thủ Trần Quyết Chiến nhận lời tham dự sự kiện giao hữu nội dung Carom Ba Băng do Liên đoàn Bia & Snooker Trung Quốc tổ chức tại Thượng Hải. Trong ngày thi đấu đầu tiên 23 tháng 9, trận đấu giữa Trần Quyết Chiến và Dick Jasper đã bị lồng ghép hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp trên sóng truyền hình trực tiếp. Ngay khi nắm thông tin và trao đổi qua điện thoại với luận viên Nguyễn Việt Hòa, tay cơ hàng đầu của Việt Nam đã bỏ giải, trở về Việt Nam ngay mà không thông báo lý do cụ thể cho ban tổ chức, qua đó thể hiện thái độ cứng rắn đối với hành vi quảng bá hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trao đổi với báo Thanh niên, ông Lê Sơn Hải, Liên đoàn Bia & Snooker Việt Nam cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, ban chấp hành liên đoàn đã họp bàn và quyết định rút Trần Quyết Chiến về nước. Quan điểm của Liên đoàn Bia & Snooker Việt Nam rất rõ ràng, khi vận động viên bỏ giải về nước cũng là thái độ dứt khoát với việc hình ảnh chủ quyền quốc gia bị vi phạm. Ông Lê Sơn Hải cũng thông tin, ngay khi có hồi âm bằng văn bản từ Liên đoàn Bia Thế giới, Liên đoàn Bia & Snooker Việt Nam sẽ thông báo trên fanpage của mình. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để nhận thông báo, không bỏ lỡ những tin tức mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.